Kỳ bay tháng 6, kỳ bay của hy vọng. Các bạn thân mến, chào mừng các bạn đã đến với Postcard Du học Hàn Quốc từ A đến Z, nơi bạn được cập nhật tin mới về du học Hàn Quốc mỗi ngày, đồng thời hiểu đúng về du học Hàn Quốc để có lựa chọn đúng khi đi du học Hàn Quốc. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về kỳ bay tháng 6, kỳ bay của hy vọng. Đầu tiên, Kỳ bay tháng 6 là một trong bốn kỳ bay chính của hệ du học tiếng. Bên cạnh ba kỳ khác, đó là kỳ tháng 3, kỳ tháng 9 và kỳ tháng 12. Với các bạn du học chuyên ngành, chúng ta chỉ có hai kỳ duy nhất, đó là kỳ tháng 3 và kỳ tháng 9 thôi. Các bạn lưu ý nhé. Kỳ tháng 6, theo cách gọi của các trường đại học Hàn Quốc, là kỳ mùa hè, tức là bạn sẽ nhập học trong tháng 6, thời điểm mùa hè tại Hàn Quốc. Tất nhiên, một số trường sẽ cho bạn nhập học sớm hơn, tức là bạn đã bay đến Hàn Quốc từ cuối tháng 5 rồi. Tiêu biểu là trường Đại học Hongik của chúng ta, một trong những trường nhập học rất sớm. Bên cạnh đó, một số trường lại cho bạn nhập cảnh vào cuối tháng 6, thậm chí có thể kéo dài tới đầu tháng 7. Và những trường này, tiêu biểu có thể kể đến đó chính là trường Đại học Ki. Bạn nhớ nhé, trường hợp bạn được nhập cảnh muộn thường là do visa của bạn bị trả muộn và bạn sẽ có một lý do chính đáng để giải trình cùng với trường. Vậy, vì sao kỳ tháng 6 lại được gọi là kỳ bay của hy vọng? Thứ nhất, về số lượng hồ sơ và mức độ cạnh tranh của các hồ sơ. So với ba kỳ còn lại, đặc biệt là hai kỳ cao điểm vào tháng 12 và tháng 3, kỳ tháng 6 có số lượng hồ sơ ít hơn do đa phần sinh viên mới tốt nghiệp cái năm trước đã bay vào tháng 3 hoặc là tháng 12 rồi. Trong khi đó, sinh viên mới của năm nay tận tháng 7 hoặc là tháng 8 mới tốt nghiệp cơ. Số lượng hồ sơ ít hơn dẫn đến một hệ quả tất yếu, đó là tính cạnh tranh sẽ không khốc liệt như các kỳ cao điểm. Ví dụ, với kỳ tháng 12, khi chúng ta có cả một rừng hồ sơ đẹp, thì các bạn mới tốt nghiệp sẽ cạnh tranh rất cao cùng nhau. Điểm 8.0 Đôi khi vẫn khó để có thể chen chân vào các trường top 1 visa mã cốt và không cần phải phỏng vấn. Trong khi đó, với kỳ tháng 6, các hồ sơ điểm trung bình chỉ tầm 7.5 trở lên đã được xem là những hồ sơ đẹp và có cơ hội rất cao đối với top 1 đấy. Chính vì vậy, nếu điểm của bạn không vượt trội, tài chính không có xuất sắc hoặc chúng ta có 5 chống, thì kỳ tháng 6 là một trong những lựa chọn rất sáng suốt mà bạn có thể cân nhắc nhé. Điểm thứ hai, kỳ tháng 6 là kỳ đầu tiên áp dụng chính sách mới. Theo thông lệ, chính sách mới của dục Hàn Quốc sẽ được công bố vào cuối tháng 2 hàng năm, có hiệu lực vào tuần đầu tiên của tháng thứ ba và kỳ tháng 6 chính vì vậy là kỳ bay đầu tiên áp dụng chính sách mới này. Các bạn thường có câu hỏi, chính sách mới thì có đáng sợ không? Theo quan điểm của chị, chính sách mới mang đến cho chúng ta nhiều thuận lợi hơn là lo sợ đấy. Chính sách mới thực sự là một luồng gió mới khi các trường top 1, top 2, top 3 hoàn toàn mới mẻ ra mắt. Theo kinh nghiệm, các trường kỳ đầu tiên lên tốt thường có cách xét tuyển cởi mở hơn các kỳ tiếp theo. Điều này đặc biệt đúng với các trường top 1 mã cốt hoặc là các trường top 3 mới xuống tốt khi kỳ trước các trường này vốn ở top 1 hoặc là top 2. Đây thực sự là một cơ hội mà các bạn cần phải nắm lấy nếu muốn tận dụng thay đổi có lợi này. Có nhiều hồ sơ không thể chen chân vào top 1 mã cốt nếu nộp trong tháng 12 thì hiện nay hoàn toàn có cơ hội để có thể được một trường top 1 tháng 6 nhận. Các bạn nhớ nhé. Ngày hôm nay, chị vừa tư vấn cho một bạn học sinh đến từ miền Trung. Bạn này có điểm 8.0 các năm trở lên. Bạn sinh năm 2005 và bạn nói rằng là em không biết rằng năm sau em có cơ hội không. Chị đã trao đổi với bạn tháng 6 khi chúng ta có chính sách mới sẽ có danh sách trường mới và biết đâu chúng ta có những trường nhận hộ khẩu miền Trung đúng không ạ? Chính vì vậy các bạn hãy trông đợi vào tháng 6 với nhiều hy vọng mới nhé! Điểm thứ ba, kỳ tháng 6 là kỳ các bạn có rất nhiều thời gian để chuẩn bị. So với tháng 12 và tháng 3, vốn là các kỳ chịu gián đoạn của vô vàn các kỳ nghỉ lễ. Chúng ta có lễ Chu Sóc, tức là Tết Trung thu của Hàn Quốc, chúng ta có lễ Giáng sinh, chúng ta có nghỉ Tết Dương lịch, chúng ta có cả nghỉ Tết Âm lịch nữa. Thì hầu như tháng 6 chúng ta không có một kỳ nghỉ dài nào gián đoạn. Vì vậy, các bạn sẽ có nhiều thời gian tập trung học tiếng Hàn, chuẩn bị hồ sơ một cách liền mạch và chọn trường một cách tập trung thỏa đáng nhất. Chính đặc điểm ít bị gián đoạn này giúp cho sinh viên bay tháng 6 không phải đối mặt với sức ép về thời gian đặc biệt là các thủ tục ví dụ như là xin xác nhận học tập tại đại sứ quán hay còn gọi là tem tím. Đây vốn là một trong những điểm khiến các bạn tháng 12 hoặc tháng 3 vô cùng lo lắng bởi vì đây là hai kỳ thường bị tắc nghẽn hồ sơ xin tem tím rất lâu, đặc biệt với các hồ sơ xin đại Hà Nội đấy. Một ưu điểm của tháng 6 có thể kể ở ý thứ ba này, đó chính là yếu tố thời tiết. Bạn biết không, nếu nhập học vào tháng 12 hoặc tháng 3 chúng ta sẽ phải đối mặt với cách lạnh vốn là đặc sản làm nên thương hiệu của Hàn Quốc. Thì tháng 6, mùa hè mát lành, không quá lạnh sẽ cho các bạn một cơ hội thích ứng tuyệt vời với một vùng đất mới, khí hậu mới tại Hàn Quốc đấy. Vậy, khi nào chúng ta nên khởi động cho kỳ tháng 6? Với những ưu điểm nổi trội như trên, chị tin rằng hẳn rất nhiều bạn đã yêu kỳ tháng 6 lắm rồi. Vậy khi nào chúng ta nên bắt đầu cho kỳ tháng 6? Lời khuyên của chị đó là các bạn nên bắt đầu khởi động cho kỳ tháng 6 từ 6 tháng trước, tức là kỳ tháng 12 của năm trước. Thứ nhất, các bạn có tới 6 tháng để học tiếng Hàn hoàn toàn miễn phí cùng với du học MEP. Thời điểm này được coi là đủ để các bạn an toàn visa, dù các bạn top 1, top 2 hay là top 3. Thứ hai, chúng ta vừa học tiếng, vừa quan sát thông tin và chính sách mới là điểm rất nên làm trong 6 tháng này do trên thực tế, một số trường đã nắm được thứ hạng của mình và đã thông báo riêng tới các agent về việc khi nào chúng tôi sẵn sàng tuyển sinh khi lên top 1. Chính vì vậy, mẹ tin rằng bạn sẽ không muốn bỏ lỡ thời điểm vàng này bằng cách khởi động thật sớm của MEP cho kỳ tháng 6 nhé. Tiếng thứ ba, tháng 6 sẽ có ngày khai giảng Tết, tức là sau Tết. Chúng ta sẽ có một ngày khai giảng đặc biệt với những lì xì và ưu đãi nổi trội chỉ có ở ngày khai giảng Tết thôi. Vì vậy bạn đừng chần chờ, hãy truy cập ngay vào duahochancookmap.com để chúng ta cập nhật lịch khai giảng Tết và đăng ký nhận lì xì khai giảng Tết cùng với Du Học mep nhé! Như vậy, chị đã cùng các bạn đi qua 3 điểm chính nổi bật về việc ưu điểm của kỳ tháng 6. Chị hy vọng bạn đã hiểu hơn vì sao nên chọn kỳ tháng 6, vì sao kỳ tháng 6 được gọi là kỳ bay của hy vọng. Và mong hẹn gặp lại các bạn sớm tại Du học Mép để cùng Mép bay thẳng đến Hàn Quốc kỳ mùa hè tháng 6 xanh mát nhé!